Hi xin chào và cảm ơn anh chị đã quay lại với di động Minh Huy và em là Minh Huy đây Hôm nay thì Minh Huy về được một số sản phẩm cho quý anh chị nhé Lời đầu tiên thì Minh Huy xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi Chúc anh chị có một buổi tối xem video vui vẻ Vẫn những thẩm, sản phẩm thường lệ Hôm nay em về thêm cho quý anh chị được uh, sản phẩm là S20 Ultra này S20 Ultra thì hôm nay về được hai cây thôi Một cây hơn 4 triệu Một cây hơn 6 triệu Tiếp theo thì uh, V50S cũng có một con thanh lý chắc là hơn một triệu thôi uh, Ngoài ra thì... Uh, à, về được một lô LG anh chị nhé LG thì là LG G8 LG V40 hàng hai sim hai sóng anh chị ạ em Huy cũng đã thử test hai sim trên những cái máy này rồi thì kết quả test em thấy là cũng ngon đấy là chia sẻ với anh chị luôn là cái kết quả test em thấy là cũng cũng ngon lành anh chị nhé nói chung là hai sim trên những cái máy LG này em thấy khá là ổn định và có một cái điểm hay nữa này anh chị lưu ý giữa em cũng một cái điểm hay nữa có nghĩa là cái máy LG ấy thì nó đã được thiết kế là thiết kế có sẵn cái khay sim chờ rồi có nghĩa là anh chị về lắp một sim vào đây một sim vào đây là khớp bài thơ luôn chứ không phải là như những cái máy Samsung nữa ờ, Samsung ngày trước thì phải cắt sim cơ à, nhưng mà LG thì lắp vào là ăn ngay và chế độ hai sim của máy cũng khá là phù hợp anh chị nhé à, hai sim khá là hay à, lúc nãy em có em em có quay em có quay em có chụp bằng cái máy này này thì em mở cho quý anh chị xem nhá một chút về cái cái chế độ hai sim nó sẽ hoạt động như thế nào đây Đầu tiên thì nó sẽ có là chức năng là gọi là gọi thẻ sim 1 hoặc thẻ sim 2 như hình nhé đây là chiếc LG G8 bên này. Thì à, em xin phép báo giá cho quý anh chị nghe như sau nhé Đầu tiên ấy thì à, G8 bên em đang có là hai phiên bản. Một là phiên bản Hàn, máy zin, đẹp keng xèng bèng. Thì à, mức giá nó như sau. Giá con này là 3 triệu à, 200 000 đồng tặng sạc à, cáp, tai nghe, hai sim hai sóng lên hai sim cho sẻ thật với anh chị luôn là mỗi cái lên hai sim thì cũng mất 2 lít một cái Đấy, hôm trước em bán là 3 triệu một mà chưa lên hai sim thì hôm nay em lên cho quý anh chị luôn nhá con này 3 triệu 2 này Đấy, máy 2 sim Đấy, ram 6 bộ nhớ 128 đây là máy nguyên zin nguyên bạn anh chị nhớ bạn hàn đẹp len keng sờ đẹp như mới được chưa à, đẹp như mới 3 triệu 2 thì bên em còn có mấy cái máy bạn hàn thôi Đấy, máy bạn mỹ thì rẻ hơn nhá đây là máy bạn hàn này đẹp len kem xe beng được chưa ạ? tiếp tục là máy bạn Mỹ bạn Mỹ thì nó khác bạn Hàn một chút đó là chức năng này ngon lành như nhau hết về uh, chức năng các thứ ngon lành như nhau hết nhưng bạn Mỹ nó rẻ hơn nha 2 triệu 7 này 2 triệu 7 thôi bạn Mỹ là 2 triệu 7 Đấy, tặng Asacap à, tai nghe Mỹ nha giá 2 triệu 7 2 SIM 26 nha RAM 6 bộ nhớ cũng 128 với nhau luôn <laughs> bạn Mỹ và bạn Hàn nó khác nhau một chút ở chỗ là gì ạ? Là cái camera ra phía sau. Camera phía sau thì bạn Hàn có ba camera, bạn Mỹ thì có hai camera. Đấy, chức năng sử dụng độ mượt mà các thứ thì khá là giống nhau nhá. Nói chung là đều là ngon lành hết hai sim hai sóng này. G8 có hai mức giá anh chị nhá, 2.7 và 3.2. Đấy, máy thì đều là máy đẹp lên keng hết nhá. Máy bạn Mỹ là hàng đóng mới. Nói chung là Lenken keng mà zin new Khung Đấy, màn hình đẹp không màu áo phân màu gì con này sẽ có màn hình là 6.2 in em nhớ không nhầm là thế 6.1 6.2 in và độ phân giải màn hình là 2k cộng. RAM 6 bộ nhớ mặt 28 chức năng mượt mà camera thì đây cho khách xem một chút nhá thật ra nó cũng không khác nhau mấy đâu camera phía sau này Đấy, đẹp và sắc nét nhé cam trước này cam sau này có góc rộng góc siêu rộng này góc hẹp này Đấy, nói chung là cam khá là tương đồng nhau thôi hình như nó khác nhau một cái ống kính tele rồi anh chị ạ Cam trước thì giống nhau, y chang nhau, không khác gì nhau nhé Chung là giá thì để quý anh chị rất yêu thương rồi Một con 3 triệu 2, một con 2 triệu 7 Hàng này thì limited edition luôn, rất giới hạn nha Tiếp tục này, là V40 V40 thì hôm nay em lại về thêm cho quý anh chị luôn anh chị nhé Về được khoảng là hơn chục cây Chính xác là được 15 cây Máy 2 sim 2 sóng Thì em để quý anh, anh chị đồng giá là 2 triệu 390 nghìn đồng Đợt trước em bán thì nó sẽ là hai Nó rẻ hơn được 100 nghìn, lý do là một sim rồi em đi chạy hai mất 200 000 rồi thì em để quý anh chị tăng 100 000 thôi là 2 triệu 2390. Sẽ được tặng là tai nghe à, tai nghe và sạc cáp anh chị nhá. Này, về về 40 thiên Quy. Con này thì cấu hình hiện tại nó vẫn rất là ngon anh chị ạ. Anh chị có biết cấu hình con máy này không chứ? Em thấy nó vẫn rất là ngon. Có mà... RAM sẽ là có mấy ghi RAM ta? Con này thì sẽ có là dung lượng RAM của máy ấy thì sẽ có là bao nhiêu GB ạ? 6 GB RAM. Bộ nhớ là 64 anh chị nhá. Chạy con chip là Qualcomm Snapdragon 845. Đấy đã lên 2 SIM 2 sóng rồi. Về anh chị lấy trải nghiệm xem tự là hai SIM này có ngon không nhá. Giá hai SIM rẻ như một SIM vậy. Đấy, chức năng thì ngon lành, mượt mà. LG V40 màn hình 6.4in độ phân giải 2K+ nha. <laughs> Camera đây có chế độ chuyển đổi SIM này. Đấy. Hay chưa? rất là hay nhé rất là tiện lợi luôn camera phía sau phía trước giống y chang V50 nhá à, cam trước này cũng đẹp và sắc nét giá 2 triệu 390 đợt này thì chắc là em Huy bán hết giá rồi hết giá hết cỡ rồi. không thể rẻ hơn được nữa có góc rộng góc siêu rộng này à, góc hẹp Nói chung là cam trước sao đều đẹp và sắc nét cam trước cũng có góc rộng góc hẹp nhá giá ngon lành luôn máy đẹp lên kem đen hàng đóng mới anh chị nhá Nói chung là những cái máy này rất là ưng luôn 2 triệu 390.000 đồng tặng sạc cáp anh nghe được chưa Thôi xin phép dẹp qua một bên nhờ, Ta à, lại đến với những con uh, sản phẩm khác ừ, Để qua một bên đây Tiếp tục thì lên thêm cho quý anh chị một con uh, S20 Ultra S20 Ultra thì anh chị biết rồi Con này thì sẽ có cấu hình khá là ngon anh chị nhé Đầu tiên là phải nói đến dung lượng RAM <laughs> Thông tin điện thoại này Con này là máy bạn Hàn anh chị nhá Sẽ có là 12GB RAM 256GB bộ nhớ Sẽ con chip Qualcomm Snapdragon 8565 năm uh, Những chiếc máy này thì em cũng khá là cẩn trọng Em test khá là kỹ rồi Về cụm camera thì sáng đẹp không vấn đề gì Lưng rất đẹp nhá, khung viền thì còn tương đối là đẹp Có sức nhẹ một chút ở chân sạc thôi Còn lại thì đều rất là đẹp luôn ạ Còn siêu đẹp nhá Con này chức năng lành, màn hình thì đẹp Không ngủ ám, không phân màu gì Về camera thì có camera góc rộng, góc siêu rộng, góc hẹp Bên em cũng đã test rồi Camera chuẩn Đấy, và lấy nét ngon lành anh chị nhá Đây, camera chuẩn và lấy nét ngon lành Cũng như là zoom in, zoom out Ngon lành luôn cam trước đẹp và sắc nét nhá có loa kép nghe nhạc hay con này em để quý anh chị mức giá 6 triệu 6 tặng ốp lưng giá màn hình sạc cáp chuẩn zin siêu nhanh 25W được chưa máy móc mượt mà nhé tần số 120 hz này màn hình thì đẹp không ngủ ám không phân màu gì được chưa là 6 triệu 6 S20 Ultra lâu lắm mới về được một con S20 Ultra này anh chị lưu ý giúp em này tiếp tục về một con S20 Ultra đã con này 4 triệu 9 thôi tình trạng như sau máy móc vẫn là chuẩn nét luôn anh chị nha Đấy, cụm cam sáng đẹp này lưng khung viền con này còn đẹp hơn cả con kia con này là chuẩn à, đẹp len keng sợi beng anh chị nhé đấy gọi là đẹp gần như là len keng sợi beng thôi có xước nhẹ nhẹ thôi màn hình cũng ở mức là đẹp không ổ ám không phân màu gì anh chị nhá, màn hình đẹp không ổ ám không phân màu gì chức năng ngon lành nhưng mà một xíu nữa em thì sẽ tiết lộ tại sao nó lại có 4 triệu chín thôi camera này đấy, phía sau nhá có góc siêu rộng x1 x5 đấy cam trước cũng đẹp và sắc nét nha giá thì 4 triệu 000 đồng tặng ốp lưng dán màn sạc cáp chuẩn zin xe nhanh 25 Con này em lỗ tiền triệu. Lý do là về bạn test một chút phút sơ sạch thôi. Có một cái chấm bé xíu bên mép này. Rất bé mình nhìn qua video này, khó thấy đúng không ạ? Bạn test một chút xíu sơ sệnh thôi. Đấy. Em Huy đã test lại và đã phát hiện ra có một cái đố men mẹp này. Giá 4.9 anh chị nhá. Cũng chức năng ngon lành hết ra 12 bộ những 256. Hai con này độ zin và chức năng giống y chang nhau. Màn hình cũng giống y chang. Xin lỗi cả nhà nhá. Màn hình giống y chang nhau, khác nhau cái điểm đốm thôi. Một con 4.9 một con 6.6. 6. Tiếp tục V50S. Ôi giời xin lỗi cả nhà nhá. À, sức khỏe em không tốt lắm, có gì anh chị thông cảm giúp em nhá. Đấy, máy móc thì không may thì nó rơi thôi nhưng mà độ bền và độ chống va đập của những cái máy này đều rất là tốt tại vì cái kính là kính cường lực Gorilla Glass này, kể cả con S22 cũng là kính cường lực này, S20 cũng là kính cường lực nhá, một xíu nữa em cho cho quý anh chị xem kỹ hơn. Tiếp theo là lên cho quý anh chị con V50S, con này thì uh, ram 8 bộ nhớ 256, cấu hình cao, máy khỏe, mà giá nó hơn một triệu thôi, thì em xin phép em để cho quý anh chị mức giá hợp lý thôi nhé, chưa màn hình này đẹp, không gồ ám, không phân màu gì, uh, rất đẹp nhá, chức năng ngon lành camera chơi game các thứ thoải mái luôn có góc rộng góc siêu rộng góc hẹp nha cam trước sau thì đẹp và sắc nét hết giá con này để quý anh chị là bao nhiêu ạ một triệu mấy đây để em xem nào cam ngon lành nhá màn hình thì chức năng ngon lành này em thử nhắn tin cho quý anh chị xem nhá đây nhắn tin nhá em xin chào anh chị đang xem video đấy con này nó bị một chút cảm ứng anh chị ạ cảm ứng thì nó bị Ở à đây sao than ờ à... Quyền trà lệnh test rồi nhưng mà nó bị một chút cảm ứng ở đây này đấy ngang đây một đường cảm ứng này nó bị đứt một đường cảm ứng ngang đây thôi có nghĩa là chức năng vẫn là ngon lành hết chị bị cảm ứng ở đây thôi đây phía trên này vẫn ngon lành nhá phía trên này vẫn vẫn test cảm ứng phía trên ngon lành này được chưa đây phía dưới này vẫn có cảm ứng phía dưới ngon lành này đấy nó chỉ bị là một đường cảm ứng ở đây thôi rất bé thôi con này em để quý anh chị mức giá là một triệu bảy lán lỗ máy chân nhá <laughs> 1 triệu 700.000 đồng này 1 triệu 7 thôi Ram 8 bộ nhớ 256 V50s anh chị nhá chức năng ngon lành màn hình đẹp không ồ ám không phân màu gì hết anh chị ủng hộ em nhá cho em cũng lỗ lắm rồi đấy là chia sẻ thật lòng như vậy loa kép nghe nhạc hay chip 855 Ram 8 bộ nhớ 256 nó chung cấu hình cũng ngon giá thì nó ở mức là hợp lý nhá 1 triệu 7 thôi <laughs> còn nếu mà anh chị có nhu cầu cao hơn một chút đấy thì anh chị lấy cho em cái con mức giá nó cao hơn một chút đi Ví dụ này, con này này, giá là 2 triệu 680 000 đồng nhá 2680, lưng cũng ở mức là đẹp này 2 triệu 680 000 đồng, hôm nay lại lên thêm một con nữa Hôm qua em lên hai con, em bán gọi hai con rồi Hôm nay em lên 2680 này Cảm ứng ngon lành, chức năng ngon nhá 2680 Con này sẽ có RAM là 8, bộ nhớ là 256 Được chưa, chức năng ngon lành hết, lưng đẹp này LG V50S nhé 2680 2680 được chưa ạ con này thì được cái như sau này, máy móc thì ngon lành nhá. Khung viền này. Các cạnh em thấy là còn đẹp lắm, đẹp đấy, khung viền rất là mê luôn. Rất đẹp nhá. tám chục thôi. Màn hình thì nó cũng ở mức là tương đối là đẹp anh chị nhá. Màn hình này tương đối là đẹp, có lưu hình nhẹ thôi, lưu hình rất nhẹ nhá. Nhìn qua video chắc là không thấy được đâu. Nhưng mà có lưu hình nhẹ, nó rất là dễ nhìn thôi. Rất rất nhẹ nhá, qua video này thấy lưu hình nhẹ đúng không ạ? Giá tám chục thôi. Rất nhẹ nhá, nếu mà dễ tính bán đẹp cũng được em huy khá là kỹ tính nên em bán là lưu hình rất nhẹ nhá một sim này con này thì sẽ là 2680 chục nhá vẫn tặng là gì ạ tặng tai nghe tặng giá uh, màn hình tặng cho quý anh chị một cái bộ sạc cáp anh chị nhá cho anh chị uh, tự tin sử dụng được chưa chức năng ngon lành hết nhá máy móc mượt mà này 2680 sáu được chưa đấy có sao báo vậy luôn cho khách hàng khách hàng thì mua được máy đấy hợp lý em huy cũng bán được hàng tiếp tục lên cho quý anh chị con uh, sản phẩm đến từ Samsung Samsung Galaxy A con này là A42 5G nhá màn hình này đẹp không ồ áo không phân màu gì chức năng ngon lành ấy nhá <laughs> đấy chức năng ngon lành mượt mà này màn hình đẹp không ồ áo không phân màu gì nhá đây camera phía sau đẹp và sắc nét có góc rộng góc siêu rộng này x1 này x2 zoom zoom lên đến 10x nhá cam trước đẹp sắc nét loa nghe nhạc hay chip 750 5G RAM 4, bộ nhớ 128 nha, pin 5000, pin dùng 2 ngày thoải mái. Con này để quý anh chị mức giá 3 triệu tròn. Nhà em còn mỗi một con thôi. 3 triệu tròn nhé, 3 triệu. 3 triệu tròn được chưa? Máy sẽ là có 4 GB RAM, bộ nhớ 128, pin trâu 5000 nhá, một sim. Tình trạng máy móc ngon lành nhá, ngoại hình thì nó có xước xước như hình thôi. Đấy, đôi chút xước như hình. À, Samsung A425 g <laughs> hôm nay thì em lại về thêm được một cái lô máy này nữa chắc là phải khoe với khách hàng luôn đây đây một ít Xcover uh, 5 nữa nhá x 5 thì giá lô này nó cũng khá là hạ nhiệt rồi giá nó từ là 1 triệu chục đến một đến hơn 2 triệu một chút thôi tùy theo ngoại hình nhá có những con len keng xe beng giá cao hơn một chút thì anh chị lưu ý giúp em nhé hôm nay em còn về thêm cho quý anh chị được một con a A425 g nữa màn hình có ám nhẹ màn hình ám nhẹ Đây, lên anh chị luôn. A425G màn hình ám nhẹ nhá. Con này thì chức năng ngon lành. Máy móc nguyên bản nó quý anh chị luôn ạ. Đấy, đẹp keng xe <laughs> Giá là 2 triệu rưỡi, 2 triệu rưỡi nhá. A425G 2 triệu rưỡi, màn hình ám nhẹ. À, lưng còn đẹp nhá. chung là lưng con này đẹp keng xe này, khung viền em thấy là vẫn còn đẹp nhá, đẹp còn siêu viền luôn ạ. Máy rất đẹp. Đấy, phải nói là máy rất rất là đẹp. Giá thì rất là yêu 2 triệu rưỡi thôi vẫn là có dung lượng RAM bao nhiêu ạ con này vẫn có từng lấy RAM RAM con này vẫn có mấy ghi đâu RAM vẫn là có 4 ghi bộ nhớ là 128 ghi chạy con chip mươi 5G này màn hình này có lưu hình nhẹ nhá soi kỹ thì anh chị cũng thấy thấy thôi có lưu hình có phân màu nhẹ thì giá để quý anh chị con này thì sẽ là hai triệu rưỡi anh chị nha anh chị thích máy hai triệu rưỡi thì mua hai triệu rưỡi thích cao hơn thì mua con 3 triệu được chưa cam thì ngon lắm cam góc rộng này Đấy, vẫn ưng nhá góc hẹp các thứ đồ vẫn ngon nói chung là cam dòng này ngon giá con này để quý anh chị là bao nhiêu ạ à, hai triệu rưỡi thôi a bốn hai năm g nhá hai triệu rưỡi a bốn hai năm g được chưa a bốn hai năm g nhá hai triệu rưỡi ngoài ra thì bên em vẫn còn một số dòng sản phẩm khác đến từ samsung như là samsung galaxy s 21 ultra ở đây cho quý anh chị xem nhá máy móc ngon lành Đấy, lưng đẹp này khung viền thì còn đẹp lên keng xe beng nha lau qua tí nó sạch sẽ khách xem nó sướng con này thì cấu hình như sau đầu tiên ấy là khung viền này rất đẹp nhá cạnh trên cạnh bên cạnh dưới rồi con này viền rất đẹp luôn ạ siêu đẹp được chưa giá thì vẫn như những con khác thôi đấy cụm camera này sắc nét ngon lành nhá có khả năng zoom 100 x góc siêu rộng này x1 x3 x100 cam trước đẹp và sắc nét nói chung là ngon con này thì S21 Ultra sẽ là phiên bản Mỹ, sẽ có 2 SIM một SIM vật lý, một SIM điện tử. Giá con này em để quý anh chị cũng rất là yêu nha. RAM 12 bộ nhớ 28 con này để quý anh chị, 2 SIM 26 sóng. Giá là 8 900 000 thôi. 8.9 triệu nhá. Tặng ốp lưng, dán màn hình, sạc cáp chuẩn zin siêu nhanh 25W được chưa Tiếp tục nếu mà anh chị có nhu cầu cao hơn một chút, vẫn là Ultra thôi. À, thì lấy cho em cái dòng S22 Ultra. Con này máy móc ngon lành nghiêm chỉnh luôn ạ, khung viền đẹp lên keng Cạnh trên, cạnh bên, các cạnh đều còn rất đẹp nha Chức năng online cũng cam sáng đẹp, máy móc nguyên bản Giá là 13 triệu ba anh chị nhé Tăng ốp lưng, dán màn, sạc cáp chuẩn zin siêu nhanh, 25W được chưa Camera trước và camera sau Siêu nét luôn ạ Cam sau thì có khả năng zoom 100x Pin con này cũng là 5000 rồi RAM 8, bộ nhớ hãng 128 nhé Chạy con chip snap gen 1 8 gen 1, rất là mạnh mẽ và mượt mà Ngoài ra anh chị cũng có thể lựa chọn cái dòng Samsung Samsung S20 5G nhé. S20 Plus thì em cũng đang cố gắng nhập thì sắp tới em sẽ cố gắng về ở bến cho quý anh chị. S20 5G này, máy móc ngon lành mượt mà hết nhé. À, mà đẹp, không ngủ ám, không phân màu gì cả. Giá để cho quý anh chị là 4 triệu 750 nghìn đồng. Tặng ốp lưng, Giá màn, sạc cáp chuẩn jean siêu nhanh 25W. Vẫn là câu nói cũ, không lấy phụ kiện trừ hai lốp nhé. Em bán hôm nay con này em để quý anh chị là 4750. Anh chị không lấy phụ kiện thì còn có 4 triệu 5, 50 thôi. Đấy, phụ kiện em nhập rất là đắt do hàng chuẩn nhá. Điện thoại thì nhập đắt không nói rồi. Khung viền còn đẹp nhá, chức năng ngon lành. Giá thì để quý anh chị là bao nhiêu ạ? 4 triệu 7 50 nhá. Ốp dán sạc cáp chuẩn zin siêu nhanh 25W đầy đủ. Máy móc mượt mà ngon lành luôn ạ. À. S20 5G. Có hai màu nhá. Một là màu xám. Hai là màu màu trắng cho quý anh chị nhá. dòng này cũng là hai sim hai sóng, một sim vật lý một F sim điện tử. Chắc là cũng phải bật lên test một tí cho anh chị xem nhé camera phía sau này có góc rộng này góc siêu rộng này Đấy, cam trước này cũng đẹp và sắc nét này Đấy, máy móc thì ngon lành chuẩn trị anh chị nhé máy móc ngon lành chuẩn trị ngon lành luôn anh chị nhé à, đẹp và ngon lành giá con này để quý anh chị là 4 triệu 750 nghìn nhé không lấy phụ kiện mạnh dạn trừ đi 200 nghìn giúp em ngoài ra bên em còn có dòng S20FE S20FE thì em có cả hai phiên bản phiên bản một sim và phiên bản hai sim con này thì cấu hình ngon, giá hợp lý, dung lượng RAM 6 bộ nhớ 128, chạy con chip Snap 865. Đấy, mượt mà nhá. Giá êm 4 triệu rưỡi là đã có máy rồi. 4 triệu rưỡi là đã có máy này nhá. Máy tổng quan thì lâu này về khá là đẹp. Giá bán thì khá là sát. Sát quá. Nói chung là cũng không còn nước, còn tát gì nữa cả anh chị ạ. Không còn nước, còn cái gì nữa luôn ấy. Cam góc siêu rộng X1 này. Cũng không hiểu là người ta bán sao rẻ thế. Rồi em nhập con này rất sát. Bán lãi cực ít luôn đấy ạ tặng phụ kiện gì nữa thì đúng là bán siêu ít lợi nhuận con này sẽ có ram của nó là 6 bộ nhớ 128 nhá chạy chip 865 ngon lành à? 4 đồng rưỡi máy 2 sim thì cao hơn 300 anh chị nhé 2 sim cao hơn 300 <laughs> x5 mắc 3 à, x5 mắc 3 này con này em bán giá cam kết rẻ nhất thị trường luôn anh chị nha chắc là em tăng lên 6 triệu cho nó tròn chiếc số 5880 thì nó chắc nó hơi xấu nên hơi khó bán Đầu tiên X5 Max 3 sẽ có là chạy con chip Qualcomm Snapdragon 858 với cấu hình như sao khung viền đẹp lên keng xe beng nhá, có rách tai nghe này, thiết kế đẹp và bắt mắt cực kỳ luôn ạ. Con này sẽ có dung lượng RAM của nó là bao nhiêu ghi ạ? RAM con này sẽ là có 6 gb Bộ nhớ là uh, RAM 8 chứ quên, RAM 8 bộ nhớ 128, chạy con chip Snapdragon 888, camera có góc siêu rộng này, X1, X2, X4 nói chung là camera ngon lành, cam trước cũng đẹp và sắc nét. Giá điện của anh chị con này là bao nhiêu ạ? Ờ, hiện tại giá em lắm giá con này camera pro này à, ấy, giá con này để quý anh chị là à, 5 triệu tám tám mươi rất rẻ nhá anh chị mà chưa sony bắt ngay em bán giá nó tốt như thế nào ngoài ra còn có con hàng siêu chất siêu chất luôn ấy, là con sony xperia một xperia một à, xperia năm con này xperia năm mắc một nhá con này thì cấu hình ngon rồi ram thì sẽ là 6 g bộ nhớ là 128 cái lô này em lấy hàng A luôn đấy ạ hàng A luôn thì anh chị biết rồi hàng A thì giá nhập sẽ cao hơn khá là nhiều nhưng mà giá em đệ vẫn bình ổn nhé 2 triệu 890 000 đồng thôi à, cụm cam sắc nét đẹp này pin còn cao nhá dòng này pin em đệ quý anh chị thì còn là trên 90 phần trăm trên 95 phần trăm luôn đấy ạ và pin còn rất là cao chức năng ngon lành nhá con này 2, 2 triệu 850 thôi anh chị sẽ có bộ cam là chuẩn flagship này con chip flagship 855 Ngoài ra thì sẽ có vân tay một chạm bên mép, nói chung là máy ảnh ngon Loa nghe nhạc hay, giá êm, 2 triệu 850 000 đồng thôi Cái nhược điểm duy nhất con này là pin nó là 3140, 3200 Thì pin nó cũng vừa vừa dùng, dùng ít thì được một ngày <laughs> Rồi video hôm nay em xin phép dừng lại tại đây nhá Có những mẫu mà em lên em để trên bàn đấy anh chị thấy mẫu nào thì anh chị cứ nhắn bên em Để bên em có thể chọn cái mẫu phù hợp để mà gửi cho quý anh chị anh chị nha và em chúc quý anh chị có những phút giây xem video vui vẻ em xin chào và hẹn gặp lại hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo bye bye